Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Trước hết thì mình xin nói như thế này. Vô video trước, cái video gần nhất đó các bạn, mình gặp một số vấn đề và video nó bị lỗi đó các bạn. Cho nên là mình đã tạm ẩn cái video đó bỏ và mình thay thế bằng cái video này. Và những cái chương trình khuyến mãi của cái video trước đó mình cũng giữ nguyên. Với lại là mình lên thêm một số cái combo để cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn, thì giá khoảng rẻ như vậy thôi chứ không có gì hết, và cá cũng khoảng như thế này, giá chỉ có rẻ hơn thôi chứ không có mắc hơn đâu nha các bạn. Các bạn thông cảm cho mình vì cái sự bất tiện này nha. Rồi quay trở lại với cá bé màu. Đầu tiên là gồng tím nha các bạn. Gồng tím mình bán combo 5 cặp 150k, lưng full platinum luôn á các bạn. Tiếp theo là gồng xanh Indo. Gồng xanh Indo mình bán 5 cặp 250k nha các bạn ơi. Và khi các bạn mua 5 cặp mình tặng cho các bạn 3 con cá mái nha, để các bạn dễ dàng làm giống, gây bầy. Các bạn mua một cái combo này thôi là sau này các bạn ngập tràn gồng xanh Indo luôn, không có sợ là thiếu giống hay là thiếu cá gồng xanh Indo chơi nữa. Khuyến mãi lớn, ăn tết lớn luôn. Và mình cũng xin nói thêm là cái combo này, cái video này mình sẽ chạy trong vòng 10 ngày. Là nếu mà tính theo âm lịch đó, là từ đây cho tới 25 Tết nha các bạn. Nhưng nếu các bạn muốn mua, có thể tranh thủ mua sớm sớm. Tại vì mình sợ tới cái lúc đó công ty giao nhận nó nghỉ các bạn. Nó nghỉ là mình không có giao nhận cá được, là mình phải ngưng. Qua Tết luôn mình mới giao lại được. Full Gold mình bán 4 cặp 100k nha các bạn. 4 cặp 100k, giá ngon bổ rẻ luôn. Tết nhất là mua cá vàng về để quanh năm là vàng chắc đầy nhà luôn. Đó, này ai cũng mê hết. 24k luôn nha, chứ không phải giỡn nè. Ai mà thiếu vàng thì lụm về nha các bạn. Lụm về là qua sang năm là vàng vô đầy nhà hết luôn. Bảy full gold này full dãy, full lưng luôn đó các bạn. Lên tay bơi luôn rồi, vàng hết luôn. Mình còn khoảng 30 cặp full gold như thế này. Ai bắt hết thì liên hệ với mình, có giá khác luôn nha các bạn. Full red blue các bạn ơi. Dòng này mình bán 5 cặp 150k. Màu đỏ này cũng được ưa chuộng lắm nha. Như mình đã nói với giới thiệu với các bạn đó, là khi mà Giáng sinh Tết đồ nè, màu đỏ ta thích lắm. Như bao lì xì di động vậy đó. Nó tay bơi xanh rất ấn tượng ha các bạn. Và khi các bạn mua về khoảng 5 cặp, các bạn thả vô một cái hồ thủy sinh á, là các bạn thấy rất là sinh động. Nó ấm áp lại liền á. Có mấy bạn hỏi là full red blue này dễ nuôi hay khó nuôi. Theo mình á thì nó cũng gần gần như full red thôi. Nó không khó cũng không dễ các bạn, mà thuần được nước các bạn nuôi kỹ chút xíu, nuôi trong nhà, đừng cho nước mưa rồi vô nha, đừng cho cá lạnh đâu là ok, không có gì hết, sinh sản bình thường, mạnh mẽ, khỏe, đẹp, không có sao hết nha các bạn. Các bạn cứ thích là mình mua mình nuôi thôi, không có ngại gì hết luôn. Chứ nói thiệt với các bạn luôn là bầy này mình nuôi ngoài trời không á, nuôi ngoài trời cá nó vẫn khỏe. Mình chủ yếu là thí dụ như mưa thì mình đậy rồi lại thôi, chứ không có gì. Dumbo Red Tie 5 cặp 200k nha các bạn. Size này lớn rồi, bầy này là bầy lớn rồi các bạn. Bầy nhỏ là mình cũng bán hết. Bây giờ bầy này thì nó lớn hơn. Tay bơi thì dài thậm thượt luôn rồi. Xanh rất là đậm ha các bạn. Và lưng platinum rất là nhiều. Máy thì mình ghép trống cho các bạn luôn rồi. Vậy các bạn nuôi dỗ thôi. À, tới ngày tới tháng có cá con làm giống chơi tiếp. Trước bầy nhỏ mình bán có 30k một cặp thôi. Nhưng mà do các bạn hối quá, có một số các bạn cứ hỏi là có Dumbo Beta chưa đó, thì mình lên một cặp 30k luôn đó. Và bầy đó mình cũng bán hết rồi. Rồi bầy này thì mình nuôi nó lớn hơn, nó lớn tháng, nó lớn size hơn, nên mình bán 40k nha các bạn. Và mình nghĩ là giá 40k này cũng không có mắc đâu, vừa sức để mình nuôi cá văn nghệ giải trí, để mình
đu theo cái đam mê của mình. Đam mê khó bỏ ha các bạn. HP Red Roll nha các bạn. 5 cặp 200k. Bầy bông hồng Bungagi này thì vẫn đang bung đó các bạn. Đuôi nó sẽ còn bự hơn nữa. Bầy HP Red Roll này các bạn nuôi đúng sức nha. Đúng tuổi, đúng sức, đúng size của nó là nó chỗ ra đẹp lắm. Mình bán combo 5 cặp 200k, tính ra một cặp có 40k chứ nhiều các bạn. Giá rẻ bèo như nấm mèo vậy đó. Chơi trên thị trường là mình thấy mà nếu như HP Red Gold mà chơi được đó nha, chơi được hiếm, có khi nào một cặp mà 40-50 lắm, tàn trăm rồi trở lên không à. Mà đối với nhiều người thì họ bảo là cá mắc tiền cho nên đẹp hay là sao đó mình không biết, nhưng mà trong video như thế nào thì mình bán cá như thế đó. Cá của mình thì mình thấy đẹp rồi đó. Các bạn thấy làm sao mình không biết, với cá của mình cưng, mình thấy đẹp. Và cá như thế này mình cảm thấy bán 40k một cặp cũng ổn, cũng hợp lý, với lại khuyến mãi cho các bạn ăn Tết. Gồng xanh Platinum. Bầy này mình bán 5 cặp 200k luôn nha các bạn. Lẽ ra là mình định giữ bầy này lại để qua Tết bán, nhưng mà thôi, sẵn mình bán luôn. Với lại mình sẽ bán để lấy hồ để ra cá con nữa, cho nên là mình cũng bán combo 5 cặp 200k cho nó lẹ. Các bạn mà yêu thích gồng xanh Platinum, có nhu cầu thì alo mình lẹ lẹ nha. Tại vì mình giao bán combo như thế này là mỗi người mua một combo, hai combo gì đó là cá nó mau hết lắm nha các bạn. Gồng tím tia combo 5 cặp 200k luôn, bán lớn ăn tích lớn nó đó chứ. Mình cũng đẩy cái bầy gồng tím tia này lẹ lẹ để mình lấy hồ, mình ra thêm các con. Qua Tết thì mình có thêm một số giống mới, một số cái dòng mới nữa. Mình sẽ làm video sau Tết. Sẵn chút nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn cặp cá giống của mình. Hiện nay thì có cá con nuôi rồi đó, nhưng mà phải sau Tết mình mới bán được. Đây là cặp cá giống của mình nè các bạn. Cho các bạn nhìn, các bạn biết giống cá gì rồi đúng không các bạn? Koi Red Ear. Full lưng luôn rồi nha các bạn. Rip bông. Và cá này sinh sản được 2 bầy. Và hứa hẹn với các bạn là sau Tết mình sẽ có Koi Red Ear full lưng rip bông để phục vụ cho các bạn. Rồi, hôm nay mình dừng video ở đây nha các bạn ơi. Mình hẹn gặp lại các bạn ở sau Tết. Mình sẽ lên nhiều dòng cá hơn, mình làm nhiều video hơn để chia sẻ với cá bay màu, cũng như là đồng hành cùng đam mê với các bạn gì đó. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong 1 năm qua luôn theo dõi, ủng hộ và động viên cổ vũ mình. Mình xin chúc tất cả các bạn có 1 năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống này. Mình xin chúc bình yên đến tất cả các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại nè.